Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cùng quý vị và các bạn thăm một cái ở phía sau nhà. Nó gồm có những cây xoài và những cây cóc, dừa, cũng như là một vài con gà thả vườn, để quý vị trở về vùng nông quê. Và đây cũng là cái hình ảnh của tôi hôm gia đình tôi khoảng hơn 15 năm về trước. Này quý vị xem không? Cây xoài. Chúng ta nhìn tổng thể cái cây xoài nó không có lớn lắm. Đây, cái gốc xoài nó không có lớn lắm mà trái thì tương đối nhiều. Trời ơi, chua ơi là chua. Đây, trời ơi, tôi về quê tôi khoái nhất là những cái cây xoài này quý vị. Bứt trái nha anh chị. Chút xíu mẹ về mới ăn. Đâu có bứt. Làm gì? Mẹ đi. Thôi lại đi ha. Đẹp quá. Ôi nó rớt cái này kìa. Chút xíu mà về mẹ mấy cái. Cái xoài này bao bông được mấy năm anh chị? Lâu rồi, 4-5 năm rồi. Cái này rất lâu. Có cây kia mới. Cái cây trồng bằng phòng. Ăn bằng trồng. Còn cái này cây xoài chiết anh chị? Này là xoài này không biết phải xoài chiếc mà mua ở người ta bán á. Người ta bán á chứ hồi chợ mua vậy. À em nghĩ là chiếc rồi. Rồi này chắc được. Em thấy cái này là chắc 3 4 năm rồi đó. Rồi ơi. Ê quá chừng luôn. À nó bị nứt nứt ha. Này mà chấm nước mắm đường là tuyệt vời. Quý vị thấy không? Xoài thì nó ra cái trái chua. Tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện của chính bản thân tôi. Vào khoảng năm 2000 thì sau khi tốt nghiệp đại học luật thì tôi đi Đài Loan. Đi thì ban đầu không có biết đường đi nước bước. Và qua thì khoảng một năm, xoài Đài Loan thì ăn nó giống như đu đủ đó quý vị. Thế là đi thèm quá mà nghe bạn bè nói là hồi xưa là khoảng chỉ có xoài tượng thôi. Nghe bạn bè nói gì là ở cái quán Thái Lan nó có xoài Đài Loan. Và xoài thì ở ngoài người ta bọc một cái lớp gì quý vị và các bạn biết không? Bỏ một cái lớp bọc. Cái thế là tôi chạy đến cái quán Đài Loan, cái quán Thái Lan ở Đài Loan. Thì quý vị và các bạn biết không? Cầm cái trái xoài lên và coi cái giá. Nó vào khoảng 80.000 tiền Việt Nam. Và cầm lên chảy nước miếng, sau đó lại cầm bỏ xuống, suy nghĩ nếu 80.000 này thì mình sẽ làm trong vòng khoảng chừng với cái lương của mình đó, thì mình làm trong vòng khoảng 3 ngày. Và thế là bỏ xuống xong rồi quý vị và các bạn biết không, con gái mà thèm chua lắm cho nên lại cầm lên rồi lại suy nghĩ. Tôi cũng có người em, bà con là Việt Kiều của Úc. Em bảo với tôi rằng là
Trời ơi, cái chuyện của chị là bên này là tụi em đắn đo rất là nhiều á. Đó quý vị và các bạn, tôi còn nhớ như in cái hình ảnh một cái trái xoài như thế này nè quý vị. Mà 80.000 tiền Việt, đắn đo lắm, cầm lên rồi không sợ rằng là nhiều khi mình không có tại vì theo cái cách tính mà nếu như mà đi lao động hợp tác á thì nó vào khoảng chừng 3 ngày lương. Và quý vị và các bạn biết rồi, 3 ngày lương thì rất là nhiều tiền. Và thế là đi vòng về. Cũng một cái câu chuyện đó thì qua 3-4 năm thì ăn rất là thèm phở, phở Việt Nam. Và tôi biết mọi người nói là ở ngay chỗ đó đó có một cái quán phở của Việt Nam. Thì khi mà quán phở thì chuẩn bị cũng bước vào quý vị, bước vào xong rồi cái thấy một cái tô phở nó gấp khoảng 60.000. Thì thật ra tính theo giá của tiền đài á thì nó khoảng 60.000. Và mình biết cả tại cái thời điểm mà mình ở Việt Nam mà khoảng năm 2000 thì tô phở nó không giống như giờ quý vị. Tô phở lúc đó nó cũng khoảng chừng 15.000. Thế là đi về. Đó là hai lần kỷ niệm mà tôi phải đi về trong cái việc mà đắn đo cái tài chính. Bây giờ thì công việc nó ổn định, những cái việc ăn uống nó còn không còn phải quá vất vả. Tuy nhiên rằng là kỷ niệm về trái xoài của tôi vẫn còn đeo đẳng. Không biết quý anh chị và các bạn, những người đang xem cái video này có những cái kỷ niệm nào giống tôi hay không? Không biết rằng là các bạn ở hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan có như tôi hay không? Có như tôi về cái hình ảnh của một cái trái xoài mà chúng ta không phải đắn đo. Vì các bạn biết không, nếu trong trường hợp cái với số tiền đó thì chúng ta nếu ở về ở quê hương Việt Nam thì chúng ta cũng có thể làm được rất là nhiều việc, chứ không phải riêng để việc mua một cái trái xoài. Và thông qua cái video này tôi muốn nhớ lại một cái kỷ niệm thời cứ thôi là thời trai trẻ đi, giờ thì chưa già, nhưng mà một thời trai trẻ, một thời cũng cố gắng để dành cho tương lai. Và tôi đặt tên cho cái video này là kỷ niệm về trái xoài Đài Loan. Quý vị và các bạn, các anh chị em Việt Nam đang lao động và sinh sống tại nước ngoài, đang lao động và sinh sống tại Đài Loan, có những cái kỷ niệm nào giống tôi hay không? Nếu có thì xin quý vị và các bạn để lại cái comment ở phía dưới để chúng ta nhớ lại những ngày thân phận nơi tha hương. Kết một cái vấn đề, nó giống như câu chuyện phim ấy nha quý vị. Tôi sẽ kết một cái câu vấn đề có hậu. Thì quý vị và các bạn biết không, rất là nhiều người đánh đổi cái vài năm tuổi xuân để cho gia đình nè, cho chính bản thân mình nè. Còn riêng tôi thì đi về cũng có một cái số tiền nhỏ, và sau đó thì đầu tư cho tương lai. Và tôi có hai cái điểm mà cho đến thời điểm này một số mấy anh chị, một số đồng nghiệp cùng tôi lại không có. Cái điểm thứ nhất đó là cái sự giản dị trong cái nghề luật sư. Tôi có điều kiện đi lao động, mặc dù chỉ làm công nhân thôi. Tuy nhiên rằng là tôi sẽ có từ những cái kinh nghiệm, từ thực tế là mình nói được và mình làm được. Cũng như cái kinh nghiệm thứ hai đó là một cái số tiền nhỏ để cho mình đi ra ngoài xã hội, để cho mình có cái dễ dàng. Người ta bảo mà trong hai người mà thì cái người nào mà có nắm tài chính thì người đó mạnh ăn mạnh nói hơn. Nó không nhiều ạ,
Nhưng ở cái lứa tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi thì đối với tôi đó là một cái số tiền nó cũng tương đối lớn. Và tôi nghĩ rằng là cái sự tăng ca, kể một tí rồi lang thang rồi kể lại câu chuyện trái xoài. Tôi phải tăng ca vào 15 tiếng một ngày. Mà quý vị và các bạn biết rồi, 15 tiếng một ngày ở cái tuổi mà thích ăn, thích ngủ thì rõ ràng nó cũng hơi khó. Hơi khó cho mình. Tôi cũng có một vài người bạn họ lại không thích tăng ca mà họ vẫn ngủ. Và cái kết quả một cái câu chuyện thì quý vị và các bạn biết là như thế nào rồi đó. Thông qua cái câu chuyện này tôi muốn kể cho quý vị nghe để thỏa cái niềm cảm xúc của tôi về câu chuyện trái xoài. Kính mong quý vị và các bạn có những cái câu chuyện, có một cái sự nỗ lực nơi xứ người thì hãy kể cho tôi nghe nha. Quý vị và các bạn xin trân trọng cảm ơn.